Xin kính chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Mình tên Sơn ở Long Xuyên, An Giang ha. Do cái clip đợt rồi á, là mình nói chung là mình cũng nghỉ rồi, nhưng mà do một số anh em hỏi về cái máy chà nhám gung rồi nè, nhiều quá đó, cho nên là với lại hàng của mấy ông anh ông gửi bán còn nhiều quá, cho nên là gán bán cho ổng trước Tết để mà có tiền mà ổng xây sở trả nợ ăn Tết gì đó, cho nên là mình cũng phải gán lên một clip nữa. Với lại nhờ cái clip này mà mình muốn gửi tới anh em là xin chân thành cảm ơn những anh em đã mua hàng bên mình, ủng hộ kênh của mình. Thứ nhất, còn cái thứ hai nữa là hàng anh em cái clip vừa rồi anh em đặt mình đó là mình đã gửi rồi. Đó, mình gửi rồi hết trơn rồi, tức là bu điện gần Tết này nè là nó làm rất là chậm, đi xe đi rất là chậm vì mật độ giao thông nó cao hay sao đó, hoặc là xe nó bị quá tải hay sao đó. Cho nên là em gửi hàng đi Sài Gòn mà gửi khi là nói chung là 7 ngày á, nhưng mà nó chưa phát được nữa. Nó chưa có phát cho người nhận tới tay người nhận nữa. Cho nên là anh em chuyến này lên clip anh em thì tranh thủ giùm mình ha, mua hàng bên mình thì chuyển khoản hoặc là COD, mình không ép anh em chuyển khoản, nhưng mà COD thì anh em mua lần đầu bên mình thì dàn cọc thẻ cào cho mình nha, Mobi hoặc là Viettel 50.000 ha. Rồi chỉ 50.000 thôi, để làm tin thôi anh em, không có là đáng là nhiều hết trơn á, nhưng mà để làm tin thôi. Nhiều khi anh em không có dàn cọc á là như quên cái đơn hàng đi, hay là nói chung là anh em đặt hàng phải có trách nhiệm cái đơn hàng mình chút ha. Rồi để cho mình nhắc anh em vậy thôi. Rồi bây giờ nói chung là mình bán một số máy của ông anh cũng gửi cho nó rồi, với lại mình cũng hơi lên thêm một số máy chà nhám gung để anh em hỏi nhiều quá, cho nên mình lên luôn. Rồi coi như là clip này mình xả hàng nha anh em, để mà kiếm tiền cho mấy anh em trả nợ với tiền ăn Tết. Rồi rồi anh em mà đặt hàng mình thì mình nói rồi nha, đợt rồi đó là mình đã ship cho anh em rồi hết rồi, nhưng mà gửi lên đường bưu điện á, là nói chung là giờ đi chậm lắm. Thường thường anh em đặt thấy 3-4 ngày nhận, bây giờ có thể là 6-7 ngày hơn, có thể hơn. Cho nên clip này coi như là clip cuối em đăng, là coi như là anh em chốt hàng thì chốt hàng sớm sớm giùm em nha, đừng em giao như thứ hai em giao có thể là 7 ngày hoặc trễ lắm là tuần sau anh em có hàng ha. Đó, đó là cũng cận Tết rồi, cho nên anh em chốt sớm sớm cho mình nha. Anh em chốt thì COD thì anh em dàn cọc liền cho mình đi, rồi là mình chuyển hàng đi liền. Anh em muốn gửi bên Viettel thì nó mình gửi bên Viettel nha, còn anh em nào muốn mặc định là mình gửi bên VNPT ha, mặc định là mình gửi bên VNBox chứ, là bưu điện Việt Nam á. Còn anh em nào muốn gửi bên Viettel thì nói mình gửi bên Viettel ha. Còn nghĩ là như là gần Tết rồi, Viettel nó đi nhanh hơn so với thằng VNPT á, so với thằng VNBox á. Rồi ok vậy vô luôn nha anh em, vô mấy con điện trước đây. Đây chà nhám gung ha, đây bóc, đây bóc đựng bụi, nó sách hướng dẫn gì đó. Đây là giấy nhám ha anh em. Rồi đây ngoại hình đó, đẹp nha anh em. Ok, máy mình chưa vệ sinh gì chân, lấy về sao là bán vậy thôi. 220 nha anh em, cắm điện thoải mái. Đây tắt mở nằm đây ha, rồi để anh test cho anh em xem ha. Rồi anh em mua cái hàng clip này tại vì cận Tết rồi, mình gửi chắc có lẽ là lâu anh em mới nhận được, cho nên nhắc lại là anh em chốt sớm sớm giùm cho mình, chốt sớm sớm giùm cho mình để mình gửi hàng cho anh em nha, tranh thủ cho anh em nhận trước Tết nha. Rồi đây rồi tắt chạy. Rồi ok hết anh em. 220 nội địa Úc, Otito nội địa Úc. Rồi một hộp như vậy là vẫn giữ nguyên giá cũ, chọn bộ về là 450.000 nha anh em. Rồi bộ vậy là 450k nha anh em. Bộ số 2 rồi, trang luôn ha anh em, giấy nhám, máy,
Rồi dưới cái này, dưới đã bốc đựng bụi. Rồi khách hướng dẫn. Rồi đây, anh em xem ngoại hình cho mình nha. Ok, đẹp ha anh em. Rồi. Cũng 220 luôn. Rồi test nha anh em. Rồi, cũng 450.000 luôn nha anh em. Nếp này bữa nay mình tranh thủ mình lên sớm cho anh em để anh em chốt càng sớm càng tốt nha. Qua nó hôm nay là thứ bảy rồi, anh em chốt hôm nay với ngày mai chủ nhật nguyên ngày là bữa thứ hai là mình sẽ gom hết trơn mấy đơn hàng của anh em đi gửi trong ngày thứ hai nha. Còn anh em nào lỡ đặt bữa thứ hai thì là qua bữa thứ ba mình mới gửi được nha. Anh em cho mình ví dụ như trong ngày thứ là một ngày cho mình chuẩn bị hàng nha. Về ban ngày mình đi làm không có thể ở nhà mà có máy sẵn gửi cho anh em liền được trong ngày đó. Anh em thông cảm cho mình chuyện đó nha. Anh em nào chuyển khoản thì chuyển khoản cho mình, chốt rồi chuyển khoản cho mình, hoặc là hẹn mình sáng 9 giờ hay là trưa 11, 12 giờ hay là 1, 2 giờ chiều gì đó là chuyển khoản cho mình, chốt cho mình có một cái thời gian nhất định nha, để mình còn biết, để mà ví dụ như anh em không có chuyển thì mình có thể bán cho người khác nữa. Còn ví dụ như anh em nói dằn cọc COD nhận hàng trả tiền thì anh em dằn cọc thẻ cào dùng cho mình, mua lần đầu tiên của mình thì dằn cọc, mua lần thứ hai thứ ba vậy sao thì khỏi nha anh em. Rồi coi như là anh em dằn cọc thẻ cào cho mình thì nói bây giờ cũng hẹn do cái hẹn, ví dụ như anh em đặt buổi sáng đi, anh em mất đi làm hay công việc gì đó, tới trưa gì đó là tôi sẽ dằn cọc cho anh, thì anh dằn cọc giùm em cái, anh em dằn cọc giùm em cái để em chốt cái đơn hàng đó, đừng em gửi cho anh em trong cái ngày đó liền đó. Ví dụ như nó chốt rồi xong bữa nay chốt ngày mai em gửi, giống như thứ hai chốt thì thứ ba em gửi, còn hôm nay là thứ bảy rồi cho nên là chủ nhật chốt, thứ bảy chủ nhật chốt thì thứ hai em gửi hàng cho mấy anh em nha. Rồi ok, mẫu số 2 450.000 luôn nha anh em, 450k luôn nha. Rồi còn hai bộ đó, anh em thích con nào lấy con đó nha. Rồi tiếp tục đi, điện luôn nha, sạc Makita ha, sạc Makita 7W 2W 4W 4 pin chọt nha anh em. Rồi để anh test nha. Rồi sóng ok ha anh em. Ok ha. Rồi có giá là số 3. Cái này khỏi số nha anh em. Nè, khỏi số đi anh em, mình sẽ bốc tự nhiên cho anh em, mà anh em để ý cái con nào đó thì nói mình sẽ lấy ha. Đó. Rồi khỏi số đi, mỗi con vậy là 220.000 chưa bao gồm phí ship nha anh em. 220.000 chưa bao gồm phí ship. Rồi con thứ hai. Con thứ hai. Đây, cũng 7W 2 cho tới 14W 4 luôn nha. Rồi, 7W 2 cho tới 14W 4 luôn. Makita pin chọt ha. Makita pin chọt nha anh em. Đây. Rồi sóng bình thường nha anh em, đèn xanh chớp là sóng bình thường ha. Rồi ok, cũng 220.000 luôn, nó đồng giá hết nha anh em, nó đồng giá tất cả luôn ha. Rồi đây. Rồi ok, rồi sóng luôn nha anh em, 220.000 đồng giá nha anh em. Đó, nay mình show hàng đừng mình nghỉ tết nha, sẵn show cho mấy ông anh, cho mấy ổng ra hết hàng luôn, xúc chui rồi. Rồi đây. Rồi ok anh em. Rồi đầy đủ. Rồi đó, anh em thích con nào lấy con đó, là 220.000 chưa bao gồm phí ship. Rồi tiếp theo là con điện luôn cho nó rồi. Con điện. Anh em nhớ là con điện này nó điện Nhật là chỉ 100W cho tới 110W thôi nha. 100W tới 110W thôi, con khoan RYOBI rất đẹp ha anh em. Khoan RYOBI rất đẹp. BD1301VR ha anh em.
khoan thường đây, khoan búa đây ha. Đó, gặt qua đây là khoan búa ha, gặt lại đây là khoan thường, tay cầm trợ lực của nó zin còn luôn ha anh em. Đây. Đó, tem mát còn đầy đủ anh em, cái này là lớp bóng ngoài thôi anh em, lột ra là sáng trưng ha, không có mắt in China gì đâu, cái này đúng là địa Nhật luôn nha anh em. Rồi, không có mắt in China trong đây ha. Đó. À, 2006 dòng có điều tốt rồi, ghi không cho tới 2006. À, 100W 5A 470W nha anh em. Cái cây này là 470W, là gần 500W đó, đầu kẹp tối đa 13 ly ha. Đây thử cho anh em xem ha. Điều tốc nè. Thang điện này không có thắng đâu nha anh em. Rồi, đảo chiều dưới này nha anh em, thuận ngược dưới này. Gió thổi ra rất là mạnh luôn nha. Đó. Rất là êm. Em nào làm điện bắt đèn rồi vậy là thấy ok đó, tăng tường rồi vậy ok. Đây. Con búa nha anh em. Cực kỳ mạnh luôn ha anh em. Búa quánh rất là mạnh luôn, rất to luôn. Khoan thường đây. Búa với thường phân biệt đàng hoàng nha anh em. Con này còn rất là mới ha. Rồi, con này còn rất là mới. Con này sử dụng điện 110 tay cầm rồi gì còn còn da cao su mềm luôn nha anh em. Êm luôn á. Rồi, đây, anh em xem ngoại hình tổng quan nhà mình ha. Rồi, cái mở đầu ở đây còn luôn ha. Tay cầm trợ lực còn đầy đủ. Rồi. Đó. Dây còn chui ghim luôn. Rồi. Con này là có giá là 650 ngàn nha anh em. Con khoan tường 650 ngàn quá rẻ rồi. Được một con nội địa Nhật còn khoan tường để đi lắp điện, lắp đèn, lắp ba cái thiết bị rồi gì. Là quá êm rồi. Đó. Sử dụng điện 110 nhớ nha anh em, 100 tới 110 nha. Rồi, đầu kẹp 10 ly ha. Ok. Anh em đừng quên quên game 220 nha. Cái này là nhiều người bị lắm rồi nhưng mà cũng bị tới bị lui hoài. Rồi ok, đầu không kẹt nha anh em. Đây, dặn bình thường ha. Đầu không kẹt ha. Rồi. Đầu không kẹt ok luôn đó. Không rơ luôn, không rơ luôn nè. Đó. Im luôn, máy chạy im, gió mạnh. Tản nhiệt tốt ha. Rồi, chỉ có 650 ngàn thôi. Chỉ có 650 ngàn là có một con khoan nội địa Nhật xài. Này không có mắt in China đâu nha anh em. Chạy máy chạy rất êm. Con số máy rồi đây, 1, 2, 3. Đó, lắp điện, lắp đèn, lắp thiết bị nhà vệ sinh gì đó. Đó. Rất ok luôn. Rồi. Số thôi tới đi, tới con bù lông đi. Ồ. Pin này còn cháy đèn à. Pin này còn cháy đèn mà nó không chạy ha. Vậy anh em kích sạc lại thử coi nó vô không. Để em lấy cục pin khác á. Bên này còn test tính năng đảo chiều đều tốc thắng đầy đủ ha anh em. Rồi chậm đây, chậm là nghe anh em, nhanh này đó, chậm đó, nhanh đây. Rồi đèn đây, đèn đây nha anh em, tắt đây, đâu tiêu rồi, đây, tắt, mở, tắt, mở, tắt ha. Đầu bu lông này, đầu bu lông này á là nó của nó là bị rơ rồi, mình đã đâu mình đã tiện cái bạc thao vô đây, tiện bạc thao vô đây lắp vô đây là coi như là mình đã khắc phục được cái sự rơ của nó nha anh em. Đây nè, nó nè anh em thấy không, đó ok luôn nha anh em. Nó tất nhiên là nó phải là
nó nhích một tí xíu và siêu, tức là cái độ mà để cho nó chạy á, chứ anh em mà làm cho nó cứng ngắc luôn, nó không có gơ không gì luôn là nó cứng ngắc nghỉ chạy luôn. Rồi nè, nhảy hèo nha anh em, nhảy hèo ha. Rồi ok, còn cái này là cái độ ga vô của nó nè, em thấy cái độ ga vô nó không đó. Rồi đây mình đã làm đầu lại ha. Đây này chậm ha, nhanh con này rất mạnh nha anh em. Đầu này 1/2 ly ông 14/4 vỏ 1 hàng sao ha, vỏ này nha. Thôi hồi quên, đây nó vỏ này thì còn cháy đèn nè, nó nó tắt rồi, đầu làm lại rồi, than rời nha anh em, than rời. Cái này á, là cao su nó chóc đây ha. Rồi ngoại hình thì anh em xem cho mình đây. Rồi con này là bu lông 14/4, bu lông 14 là đầu 1/2 ha. Con này có giá thanh lý 1.000.000 đồng bán trước Tết để có tiền ăn Tết thôi. Rồi một hai ba, con này con số 4, 1.000.000 đồng nha anh em, 1.000.000 đồng. Rồi 1000k. Con số 5, con số 5 là con mài đi, con mài Hitachi 14/4 ha, mài Hitachi 14/4. À, con này nó trong ngoại hình nó cũng còn sáng sủa đẹp đẽ ha anh em. Đó, nắp chụp bảo vệ zin của nó luôn nè nha anh em. Đó. Rồi con này mình chỉ là dọn sơ sơ ở ngoài thôi chứ cũng chưa làm sạch gì mấy lắm. Rồi con này bán thanh lý luôn, về cho anh em vệ sinh này kia kia nọ ha. Con này bán thanh lý trước Tết để kiếm tiền trang trải trả nợ rồi ha anh em. Đây. À, 14/4 đó. Hitachi 14/4. Sản xuất năm 2013 nha anh em. Đây cái lự đá của nó đây, cái mũ này để anh em gắn lá bự nè, đá 120 nè. Cái này cái chụp này nó không vừa, anh em phải gỡ ra mà nguy hiểm lắm, thôi gỡ miếng mũ này ra dục nó, anh em có thể gắn đá 100 vô đây ha. Rồi thôi mình để nguyên zin lại cho nó đi, mà anh em về sử dụng sao anh em sử dụng ha. Rồi ok, anh em đẻ này sát vô dặn ha, rồi thoải mái luôn. Rồi test máy nha anh em. Rồi gần Tết rồi, mình cũng không có còn đủ cái phụ kiện nữa mình đóng pin cho anh em nữa, cho nên là gần Tết thì mình không có nhận đóng pin đâu nha anh em. Máy nào có máy pin sạc sẵn thì anh em mua giùm mình ha. Rồi báo pin đây nha, báo pin. Rồi đây chạy. Rồi mình test bao sóng nha anh em ha. Rồi ok, bao sóng máy chạy hoạt động full ok. Rồi đó anh em có thể về tra dầu mỡ rồi về thêm kiểm tra than bọng thay thêm ha. Đó rồi ok, con này thân máy có giá là thanh lý trước Tết 1.000.000 luôn nha anh em, thanh lý trước Tết 1.000.000 luôn. Số 5 1.000.000. Cái năm 1.000.000 hả anh em, 1000k. Rồi ok, số 6 là con mài Makita 14/4 ha, bình trượt 14/4. Loại vỏ này mình cũng hết luôn rồi, mạch này còn mà vỏ không có. Bây giờ đặt trước Tết rồi mà bây giờ hàng đi chậm quá mà đặt về cũng không kịp, cho nên anh em nào mua thân máy về nhà có pin sẵn thì xài ha. Đèn báo nằm đây ha. Rồi đèn báo nằm đây, giờ mình lấy cục pin 14/4 để mình thử.
Rồi. Đó. Này tại vì mình kẹp vô cục Hitachi 44 nãy á, nó mới chạy nổi nha nè. Còn mà kẹp vô nguồn 12 chạy không nổi. Máy chạy êm ru nha anh em. Về anh em vệ sinh chai dầu mỡ thêm ha. Bản thân máy mài và guitar là nó êm vậy đó. Đó, rất là êm luôn ha. Đèn báo bên đây ha. Ây da. Rồi ok. Nắp chụp bảo vệ nắp thang đầy đủ luôn ha. Nở cái nắp ra trong nó còn cái nắp thang nữa. Rồi ok anh em. Con này thân máy 1,2 triệu. Thân máy 1,2 triệu 14,4 nha anh em. Đây Makita ngược chữ anh em khó đọc ha. Makita 14,4 GA400D. GA400D ha anh em. Rồi ok. Hãy sức năm 2013 luôn nha anh em. Tem mát còn đầy đủ nha. Makita 14,4 rất êm ha. Anh em nào có pin sẵn thì mua về sử dụng thôi. Đó. Rồi ok. Con này con số 6. Một triệu hai nha anh em. Con số 6 giá 1,2 triệu nha anh em. Rồi thân máy mài Makita 14,4 ha. Máy mài thì tiếp tục máy mài luôn nha anh em. Máy mài tiếp tục máy mài luôn ha. Rồi. Con máy mài Ryobi. Con máy mài Ryobi 18W ha. Pin zin của nó 5 chấm luôn nha anh em. Đó. Tay cầm đồ này đủ ha. Con này nói chung là ngoại hình sáng sủa ha. Rồi. Đó, anh em coi cho mình nha. Đó, coi kỹ cho mình ha. Tem mát còn đầy đủ ha anh em. Rồi. Đó. Rồi. Đây cái nắp chụp này nó hay cái là bật lên gì, xong rồi anh em muốn xây sao đó anh em xây ha. Rồi để lại cho nó ngay cái bánh xe vô đây nha anh em. Ngay cái bánh xe vô đây. Xong rồi mình xây sao đó. Mình thấy vừa ý đó, gài lại để gì là mài ha anh em. Anh em cầm vô đây vậy nè, mài. Đẩy mài ha. Rồi. Ok. Đây test thử ha. Rồi ok hết anh em. Cái này mình bán là 2,4 triệu không bao ship nha anh em. Hành lý trước Tết 2,4 triệu không bao ship. Sáu một hai ba bốn năm sáu bảy 2,4 triệu không bao ship nha anh em. Rồi 2400K tức là 2,4 triệu không bao xếp ha. Rồi. Bên sẵn ở đây. Đó. Nhận sạc rồi về đầy đủ nha anh em. Đây. Sạc đế ngồi ha, 2.2A ha. Đây. Bên của nó dung lượng báo đây ha, 5 mức rồi về đàng hoàng nha anh em, nhận sạc rồi về ok nha anh em. Đây mình test cho anh em xem ha. Nhận sạc luôn cho anh em xem ha. Để đây nha. Cắm điện 220 nha anh em, nội địa Úc thì anh em cắm điện 220 thoải mái. Rồi. Báo đèn đỏ đứng ha. Cắm vào đỏ chớp tí xíu nó sẽ chuyển sang là xanh chớp ha anh em. Rồi đó, xanh chớp là đang nhận sạc đó nha anh em. Đó, xanh chớp là đang nhận sạc đó, đang sạc vô đó. Rồi. Pin này 5 chấm nha anh em, pin này sản xuất năm 2017 luôn nha. Pin này sản xuất năm 2017 luôn ha. Tầng thứ 14 năm 2017. Rồi ok. Cái này mình chưa vệ sinh đâu, cái này dính keo thôi. Rồi. Chọn bộ này là 2,4 triệu nha anh em.
bản thanh lý luôn, 2,4 triệu không bao ship. Rồi, cận Tết rồi anh em xe đi chậm cho nên anh em có chốt hàng sớm cho mình ha. Bữa nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật. Rồi anh em chốt hàng trong 2 ngày này thì mình sẽ gửi cho anh em hàng bữa thứ hai luôn ha. Còn anh em đặt hàng thứ hai thì thứ ba mình mới gửi nha, anh em có thể là nhận trễ hơn á ha. Rồi ok. Tiếp theo cưa. Cưa luôn đi. Cưa này của ông anh ông gửi bán dọc ha, này dính bụi thôi, đường nhà gần mấy đường ha. 3502 anh em, EZ 3502, con này ngoại hình sáng sủa đẹp ha. Đây, con này anh em có thể gắn lưỡi hợp kim để mà cưa sắt nha, bàn này không có nâng hạ anh em, tem mát còn đầy đủ ha. Rồi ok, đây anh em xem ngoại hình giùm mình nha. Đó, máy này là máy pin sạc, anh sẽ gửi pin qua cho em ha. Pin là vỏ Trung Quốc, vỏ mới ha. Vỏ mới Nati thứ này đây ha. Đóng pin 6 sao ha, pin tím. Rồi, đây mình mượn đỡ để mình test cái con cưa này ha. Đây. Máy pin sạc adapter 220 ha. Này pin ảnh bảo hành cho mấy anh em là 1 tháng ha anh em. Rồi ok, pin bảo hành cho anh em là 1 tháng ha. Cái này là máy pin sạc vỏ mới 6 cell mạch bảo vệ rồi gì ngon lành ha, là vỏ mới 6 cell với sạc adapter. Chọn bộ này có giá là 1,2 triệu nha anh em, bảo hành pin 1 tháng sử dụng ha. Đây là bộ số 8, 1,2 triệu, 1200k ha anh em, 1,2 triệu. Bảo hành pin 1 tháng, máy không bảo hành nha anh em, tất cả máy gì sạc đây là mình bán không bảo hành nha anh em, test sống ok cho anh em thôi ha. Rồi, này cũng vậy luôn. Đây, tiếp theo là một con cưa nữa. Con cưa này là con cưa bụi. Rồi, 3500 ha. Con cưa 3500. Lưỡi này lưỡi cắt gỗ. Con cái nãy cũng là lưỡi cắt gỗ luôn. Rồi, đây, cưa 3500. Nó tem mát nè, nấy sinh nô nha anh em, bự 2W. Nó anh em xem kỹ với mình ha. Đây, đó. Cái bàn này có nâng hạ nha anh em, bàn này có nâng hạ phá lại đây nè ha, nâng hạ. Rồi đây đó, ok ha anh em. Rồi đó, rồi con này còn nguyên zin luôn, đây nó còn chưa có bung nữa ha, bung là sẽ gắt cái tem này liền ha anh em. Rồi ok, máy pin sạc luôn để anh test ha. Chạy buông ra thắng vậy thôi. Rồi cũng là vỏ pin mới luôn, pin bảo hành 1 tháng luôn. Rồi con này là con số 9, đồng giá 1,2 triệu ha anh em. 1,2 triệu. Đồng giá 1,2 triệu nha anh em. Con Ryobi đây ha. Ryobi này là dính băng keo thôi. Rồi đây, vỏ pin là còn mới ha anh em. Thân máy vỏ bên nhanh chậm ở đây đó. Rồi thân máy vỏ bên ha anh em. Thân máy vỏ bên, đây mình test cho anh em xem ha, test tính năng ha. Này,
đây ha nè, đây test đều tóc đó, nhanh đó, thắng đảo chiều ha. Rồi rồi chậm ha anh em, đây đó, thắng đề góc đó. Rồi đầy đủ tính năng ha anh em. Con này có giá thân máy vỏ pin 480.000 nha anh em. Cái này có vỏ pin sẵn nè anh em, muốn đóng pin liên hệ mình 450.000 là pin với sạc luôn ha. Sạc adapter 220 thêm 450.000 nữa. Con này là có giá là 480.000 con số 10. Thân máy vỏ pin là 480.000, anh em nào đóng pin thì thêm 450.000 nữa. Con này mình có vỏ pin sẵn đây nè. Đó, mình chỉ đóng pin cho thôi, mình có pin có mạch sẵn. Đó, anh em muốn thì mình đóng cho anh em con này ha. Rồi, con này là thân máy vỏ pin 480, đóng pin thêm 450.000 ha anh em. Rồi ok. Đây con ship 414 ha. Ship 414 đây, thân máy vỏ pin vỏ không thôi. Cho anh em đỡ tốn tiền ship ra ha. Đây, ngoại hình ok ha anh em. Nó chốc nhẹ bên hông này xíu thôi. Ship 414. Đó, ship Đài Loan 414 ha, giúp mạnh nha anh em. Vỏ không thôi cho nó nhẹ. Nhưng mà phụ kiện trong đây còn đầy đủ trong đây hết ha. Rồi test anh em. Rồi ok test. Có đèn nha anh em. Rồi. Rồi đều tốc thắng đảo chiều. Rồi về tóc thắng đảo chiều đầy đủ ha nè. Rồi ok. Con này cũng vậy luôn, có vỏ pin sẵn, anh em muốn đóng pin thì liên hệ mình ha. Đây, đóng pin thì liên hệ mình, cho mình thời gian là một ngày, một đêm thôi. Mình đóng xong mình qua sáng hôm sau mình giao anh em. Rồi ok, thân máy vỏ pin con này 450 nha anh em. Thân máy vỏ pin con này 450 số 11. Thân máy vỏ pin con này 450 anh em nào đóng pin liên hệ mình nha. Rồi. Con ship 12V. Thân máy vỏ pin. Đây, ngoại hình ha anh em. Rồi. Dây nhợ đó đó. Con kia thì nó có móc, con này thì nó có dây ha, cũng là tháo pin ra ha. Rồi ok. Đây. Thắng đảo chiều. Mạnh hết anh em. Rồi, thắng đảo chiều đều tốc. Đầy đủ. Con này có giá thân máy vỏ pin 12V, ship 12V. Đó. Có giá là 400 nha anh em. Số 12 có giá 400. Thân máy vỏ pin ship 12V có giá 400.
đầu không gơ không kẹt nha anh em, không gơ không kẹt nè, không gơ không kẹt. Con này cũng vậy luôn, không gơ không kẹt ha, không gơ nè, không kẹt nè. Con này cũng vậy luôn, không gơ không kẹt ha, đầu cứ ngắt ha. Đấy, còn khoan bê tông Hitachi 18 won ha. Đây. Con này là máy pin sạc adapter nha anh em, 18 won ha. Báo dung lượng nha anh em, đây, hai mức. Đó, đèn. Tắt, mở, tắt, báo dung lượng đây. Đó. Rồi, khoan thường, khoan búa anh em, này là khoan tường ok ha, lắp máy lạnh rồi gì có cây này trong tay thì ok ha. Đó, đây mình test nè. Đều tóc nè. Pin nó không ăn. Rồi, đây. Con này để kiểm tra lại anh em ơi. Con này để anh kiểm tra lại ha. Rồi. Ê, còn con 14.4 nha. Đây. Con vít 14.4 ha. Rồi, thân máy. Rồi anh em xem màn hình kỹ với mình nha. Rồi thân máy. Test đeo tóc. Thắng. Rồi. Chậm. Rồi nhanh. Đảo chiều. Thắng. Đảo chiều. Rồi con này thăng rời nha anh em. Vít 14.4 Hitachi WH14DXL ha. Rồi đèn đây. Tắt đèn, tắt báo dung lượng ha. Rồi con này full thân máy 800 ha anh em. Số 13 thân máy 800. Rồi tiếp theo là con khoan. Vỏ là vỏ mới mà nó bị găng đây nè anh em. Găng nhẹ hai bên. Nó. Máy pin sạc ha anh em. Con này có giá 1.1 triệu. Chậm, đảo chiều. Thắng, nhanh đây. Đầu này auto lock 13 ly ha anh em đây. Dạ. Sao cứng dữ trời. Đó, đây. Đó, auto lock nó tự khóa nha nè. Rồi. Full tính năng có 21 cấp trượt, 1 cấp khoan ha anh em. Đây. Rồi. Nhanh chậm đầy đủ ha anh em. Rồi, máy pin sạc các sạc nằm đây nha anh em. 1.1 triệu, máy pin sạc adapter. Con số 14. 1.1 triệu nha anh em. 1.100k là 1.1 triệu ha anh em. Rồi. Cái này để nhờ cái vỏ pin cho nó đứng nè. Rồi. Ở đây còn con nè. Vít Ryobi 14.4 ha. BD1406, con này thân máy vỏ pin. Đây, pin thì pin này là còn chạy đó, nhưng mà tính là vỏ pin thôi anh em. Rồi, đeo tóc. Thắng.
Rồi. Máy chạy rất êm nha anh em, dòng ra quen 4.4, êm nhưng mà mạnh chứ không phải yếu đâu nha anh em. Rồi. Sẵn có khúc gỗ đây để anh test thử cho anh em xem luôn. Đây anh em. Ok anh em. Thêm cái nữa. Đó. Tét gỗ luôn. Đó. Mạnh lắm nha anh em. Này 5 phân. 5 phân bắn gỗ. Đây. Thân máy vỏ bên bên còn chạy, còn đèn đầy đủ nha anh em. Đèn này chút xíu tự động nó tắt ha. 14.4 ly ông sẵn trượt. Đó, ly ông một hàng sao nha. Cái này anh em bên này bên dinh nó còn cầm anh em về sử dụng. Thì khỏi cần đóng lại. Nhưng mà mình không có bao cầm, tức là cầm bao nhiêu sử dụng bấy nhiêu ha. Khi nào mà nó hết cầm, nó hết giữ được thì anh em đóng lại pin mới, 2-4 cục pin khác vô là xong. Ok, đầu không gơ nha anh em, không gơ không kẹt ha. 750 nha anh em. Số 15 750. 750k. Rồi. Số 16. Là một con cắt tiên gian. Cắt tiên gian này bán cũng nhiều. Mà lúc trước mình có lấy mình cắt sắt đó, nhưng mà mình thấy vậy không nên. Sắt nó hư mấy cái lử răng của nó hết trơn à. Cái này là chủ yếu là ta chế cho mình cắt răng, còn cái nào mà anh em nào mà sử dụng bên xây dựng hay là cái gì đó, muốn cắt sắt 6 sắt gì thì mấy này cắt khỏe. Sắt 6, sắt 8, sắt 6 thì nó khỏe hơn. Tối đa là sắt 8. Rồi mình đây mình có hai con nha anh em, một con còn tem, một con mất tem ha. Rồi để anh test tính năng. Khoan để mình cho anh em xem cái ngoại hình đến trước đi, mình test tính năng ha. Rồi. Đây. Tem mát đầy đủ nha anh em, EZ3561 ha. Con này là đẹp cực kỳ đẹp ha. Đẹp từ ngoại hình ha, da còn nguyên nha anh em, cao su còn nguyên ha. Đẹp từ trong ra ngoài ha, vỏ này là đúng vỏ nó luôn nha. Vỏ này đúng vỏ nó luôn đó. Đây vỏ bên đúng vỏ của nó luôn ha. Rồi đây nó còn miếng đậy luôn nè. Đây răng lử nè anh em xem ha. Răng là còn ok luôn ha. Đúng là cắt răng sắt luôn đó. Đó. Rồi, mượn cục pin bên này thử luôn. Test tính năng đây. Con này là nó auto nha anh em. Mới hôm trước mình test con đó mình không biết. Nè, mình lấy con riêng ra mình thử thì nó auto. Tức là hết nè, nó có đèn nha anh em. Đó, đèn là mấy nè. Hết chu trình của nó, hết chu trình cắt của nó sẽ tự động. Nó ngắt, nó không cho mình chạy nữa. Đây, mình không có buông cò nha, nó vẫn ngắt nha. Đây, buông ra đây, bấm lại mới được. Đó. Rồi, là cái với điều kiện là cái nút này nè, cái nút này anh em thấy không? Nó sẽ cao lên tương ứng với cái hình này là cái chiều cắt. Còn chính giữa này nè, tức là khóa cò, không cho bóp. Đẩy sát của anh kia, tức là có nghĩa là mở cò. Mở cò, nhưng mà tại sao mở cò mà hôm trước mình bấm nó không chạy là lý do là gì nè? Nè. Không chạy nè, lý do là nó là gì nè? Là cái lử này nó đã trả về cái hành trình cuối của nó rồi, cho nên là mở ra hết rồi, không cho chạy nữa. Đó, khi nào anh em cắt nè, ví dụ nha, cắt vô bị kẹt lử ở đây, kẹt lử ngay chân đây. Anh em trả qua anh kia, bấm nó chạy nha anh em.
Đó, hết hành trình nó vẫn ngắt nữa nè, nè bóp nè, không chạy nữa chưa, buông ra hết luôn, bóp lại vẫn không chạy, tại sao? Nó hết hành trình. Đó, bây giờ mình thử lại nè, nó cắt nè, ví dụ kẹt. Rồi là mình đẩy sát của anh kia là để mình mở lử ra nè, chạy nè. Đó, hết hành trình rồi là bấm không bao giờ chạy ha anh em. Đây. Rồi, hôm bữa mình tưởng đâu con kia bị lỗi cái cò gì đó, ai dè đâu không phải. Rồi con này còn đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Con này thân máy vỏ bên. Con này thân máy vỏ bên zin của nó nè, không phải vỏ bên này mượn. Vỏ bên zin của nó nè, đúng vỏ bên zin nó luôn ha. Bana, cò vàng lúc phải vàng, vàng trong nè tại vì nó bị dơ. Rồi cao su phía ngoài nè, dòng này dòng dòng đượm. Rồi sao là National này nó gần Bana rồi cho nên cái nút này nó là cái gì nè, nó có nhựa đây nè. Cao su mềm này ha. Rồi hai bên. Rồi thân máy vỏ bên ha, thân máy vỏ bên. Thân máy vỏ bên con này là 1 triệu nha anh em. Thân máy vỏ bên con này là 1 triệu, anh em đóng bên thì 450 ngàn nữa nha. Thân máy vỏ bên con này 1 triệu, anh em đóng bên thì 450 ngàn. Máy được xài từ 450 ngàn nữa ha. Này, thân máy vỏ bên là 1 triệu. Con này là con số 16, thân máy vỏ bên là 1 triệu. 1.000k. Rồi thân máy vỏ bên con này 1 triệu nha anh em. Con này rất đẹp, anh em mua về sử dụng siêu tầm luôn ha. Xài kỹ kỹ siêu tầm, tem mát hai bên còn đầy đủ nha anh em, bao đẹp cho anh em ha. Rồi tới con này cũng như con nãy, mã hiệu cũng y chang luôn nhưng mà tại vì mất tem thôi. Đây 3561 y chang, từ 2 won ha. Rồi ngoại hình nó sao là y chang vậy ha anh em. Nó anh em xem kỹ giùm mình nha, anh em xem kỹ ngoại hình nó giùm mình nha. Đó, vỏ pin này là vỏ pin có báo dung lượng cho nên nút này phải đỏ nha anh em. Còn cái mở đá đây ha, mở lử đây ha. Rồi đây thân máy vỏ pin ha anh em, vỏ pin báo có dung lượng ha, cũng còn nắp đậy nó vậy lần luôn. Con này răng của nó thì tạm tạm thôi, nói chung đẹp thì nó cũng không đẹp gì mấy, răng của nó là tạm được thôi, không lấy nét được đó. Rồi con này không đẹp bằng con nãy ha, đây là mình nói thiệt sự luôn ha. Rồi anh em coi kỹ ngoại hình cho mình nha, anh em xem kỹ cho mình nha. Rồi ok, đã tính năng ha anh em. Đây vỏ bên nè, vỏ bên nó là báo dung lượng đây ha, tính là vỏ bên nha anh em. Rồi bọn cục bên này đóng vào đây, hết chu trình ngắt đây, buông bấm lại chạy, hết chu trình ngắt. Rồi đây, rồi khi mình cắt vô ví dụ kẹt lử, rồi muốn mở đẩy sát của bên kia mở chạy, rồi hết ngắt không bấm được nữa, đã mở rồi không bấm được nữa, chạy vô kẹt lưỡi đẩy của anh kia mở ra. Rồi hết chương trình ngắt anh em, không bóp được luôn nha. Con này hết chương trình nè, cắt hết chương trình tự động ngắt, buông cò ra bấm lại chạy bình thường. Rồi ok, con này là tạm thôi, cũng có đèn nha anh em, có đèn bình thường ha. Con này do không đẹp bằng con kia 850.000 nha anh em. Con này anh em mua về thì sử dụng ok rồi. Rồi 850.000. Có đèn hết, con nào không có đèn hết ha. Thân máy vỏ bên. Thân máy vỏ bên 850k. Máy vỏ bên 850k nha anh em, 17 850. Rồi thân máy vỏ bên 850, nhắc lại là sạc này, sạc Makita này là 220.000 cục, lấy ngẫu nhiên nha anh em, anh em hết con nào thì chỉ mình con đó mình lấy con đó ha. Rồi nếp cuối năm mà chỉ có nhiêu thôi nha anh em, anh em xem rồi xem ngoại hình này kia kia nọ rồi giá cả gì đó, nếu như mà thấy ok hợp túi tiền thì anh em alo mình ha, chốt con đó ha. Mình hình thức bán hàng là có COD với chuyển khoản ha anh em.
COD thì anh em chịu khó dằn cọc cho mình ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip và chúc anh em có một cái Tết vui vẻ bên gia đình ha. Rồi, chào tạm biệt anh em.